Rồi thân mến, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn nha. Kính chúc quý cô bác mình ngày mới ai nấy cũng thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa nay em tiếp tục lên một số cây sứ hạt đó nha, với lại một số cây bị ế bữa nay đang bán tiếp. Thì quý cô bác mình có yêu thích và sứ thì vào xem và ưng ý cái nào thì mua ủng hộ em nha. Thì bên em lúc nào cũng có giao hàng toàn quốc hết nha. Thì cũng như thông lệ thì bên em sẽ bao phí ship cho đơn hàng từ 200 ngàn trở lên nha. Và khi gửi cây đi thì em sẽ nhổ cây giao không chậu nha. Về quý cô bác mình trồng lợn rất là dễ dàng, tại vì mùa mưa này nè, mình nhổ cây thì về mình trồng lợn nó dễ dàng hơn, bảo đảm an toàn hơn là mình gửi luôn chậu nha. Còn nếu như anh chị muốn em gửi luôn chậu như vậy thì bên em sẽ không bao phí ship nha. Thì phí ship luôn chậu như vậy khoảng, nếu như mình 3-4 cây như vậy thì phí ship nó cũng khoảng 40 ngàn nha. Em vô đầu tiên nha, vô cây đầu tiên là em bán một cái combo gồm 3 cây. Một cây trắng nâu xám, và một cây đỏ nhung gân nâu. Và cây thứ ba là một cây này màu đẹp rồi nha. Cây này cái màu nó đỏ tím, rìa trắng xám ở ngoài nha, nhưng mà nó bị sâu ăn nha. Cây này là cây bảo đảm nuôi mình nuôi đợt sau mà nó bao đẹp luôn. Tại cái cánh nó bị sâu ăn rìa rìa ở ngoài hết nè, thấy không? Nó ăn rìa rìa ở ngoài cái cánh đó nè, chứ cái bông này cái màu nó rất là đẹp nha. Cây này cái nó phối cái bông màu cực kỳ đẹp luôn, cái họng màu nâu luôn nha, nâu tím luôn nha. Cây đơn bông đứng sừng luôn. Cây này mini nha. Cây này nhổ cây đi về mình trồng lại cũng được, không sao hết. Cây thứ hai là một cây đỏ, cây đơn đỏ mini, sai qua mini nha. Sai qua nó bự hơn con cái chút, nhưng mà cái màu nó đỏ rất là đậm nha, đỏ nhung, cái họng màu nâu nha. Cái họng ở trong nó nâu rồi nha. Cái cánh của nó có gân này nha. Nó chạy gân. Nâu. Cây này đang phân tàn gốc ở dưới đây là 4 nhánh nha. Chiều cao cây này từ mặt chậu lên là hơn một gang tay nha, cũ là bự bằng cổ tay rồi nha. Bộ lá đẹp nha. Cây thứ ba đây, cái màu của nó như hình đây. Cây thứ ba cái màu nó khó diễn tả, nó hồng hồng, xám xám, trắng kem, nhưng mà cái họng nó là họng nâu đen nha. Họng nâu đen. Trên đọt đang ra chùm nụ. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 2 gang tay. Cũ chứ cũng bự bự hơn ngón chân cái nha. Rồi combo số 1 3 cây này em báo giá là 80k nha. 80k 3 cây, rồi một cây này, với một cây này là 3 cây, giá 80. Em tiếp số 2 nha. Số 2 là em có một cái cây vàng cam nha. Vàng cam sập đỏ. Vàng đậm lắm nha. Đó, vàng cam sập đỏ màu đậm nha. Đậm màu. Cái họng màu vàng vàng xanh xanh nha. Đó, cái sọc đỏ giữa cánh hoa đậm lắm nha. Màu vàng, vàng cam. Cây này chùm nụ nhiều lắm nè. Cây này một cốt cao nha. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên là hơn 2 gang tay nha. Cây này về mình tạo dáng đổ đâu là thôi khỏi chơi luôn. Mình chơi bonsai đâu luôn. Về mình vô dây cái nhôm á. Mình uống mình tạo dáng đổ cho nó nè. Nó có cái thế sẵn nè. Mình uống tạo đậu cô lắc xuống. Chơi mini đổ là thôi, bao đẹp. Rồi, cây này cây số 2 em báo giá là 80k nha. 80k cho cây số 2. Một cây đơn da vàng cam đẹp nha. Giá 80. Em tiếp số 3 nha. Tiếp cây số 3 nha. Số 3 là em có một cái cây 2 lớp rưỡi nha. 2 lớp rưỡi màu vàng đồng nâu nha. Nó màu đồng nâu mà nó có rìa hồng ngoài cánh hoa này nha. Nâu tím. Cái màu này nó cũng lạ nha. Cây này chùm nụ nhiều lắm nha, chùm nụ mười mấy nụ nha. Cây này mấy bữa bán rồi cũng bị ế rồi nha. Rồi cây này cây số 7. Ủa cây số 3 nha. Cây số 3 này chiều cao từ mặt chậu lên là khoảng 1 gang rưỡi tay nha. Cũng giống bận nó hơn ngón chân cái nha. Rồi cây số 3 này em báo giá là 70k luôn nha. 70k cho cây số 3. Đấy, 2 lớp rưỡi nha. Cây số 3 giá 70k. Tiếp số 4 là em có một cái cây 3 lớp nha. Đỏ. Đỏ lem trắng nha. Lem trắng vòng vòng ở giữa cái cánh hoa này nha. Còn ở ngoài thì nó đỏ. Cây này cánh dày nha. Cánh dày cui à. Bông đứng sừng luôn nha. Bông đứng cuốn ngắn nè. Chùm nụ thì mười mấy 20 nụ luôn nha. Cây này mấy bữa trước em có đăng bán rồi nha, mà nó bị ế nè, bữa nay em đưa vào cái lô bên đây nha. Rồi cây này cây số 4 em báo giá là
90k nha, 90k cho cây số 4. Cây này cũ chắc cũng bự hơn ngón chân cái nha, chiều cao cây này khoảng 2 gang tay. Phân tạng đây một nhánh rồi nha. Màu rất là sáng nha. Số 4 giá 90k nha. Làm tiếp số 5. Số 5 là em có một cây đỏ nhung hai lớp nha, viền đen. Cái viền đen ngoài rất là đậm nha. Tại cái cánh này em mới vừa làm rách nè nha. Cánh này mới làm rách một lớp một miếng à. Đỏ viền đen nha. Cây này cũng bị ế luôn này nha. Đỏ viền đen. Hai lớp. Cây này ở trên phân tàn hai nhánh này nha. Chiều cao cây này cũng cỡ 2 gang tay nha. Củ cũng bự hơn ngón chân cái nha. Rồi cây số 4 đỏ nhung viền đen này em báo giá là 70k nha. 70k cho cây số 5 nha. Cây số 5 giá 70. Tiếp số 6 cũng là một cây đơn vàng cam luôn nha. Nó cũng cường tự y như là cây số 2 vậy đó. Vàng cam, nhưng mà cái sọc đỏ của nó thì nó không bự bằng cái cây số 2. Nhưng màu vàng cũng đậm như vậy nha. Cây đang phân tàn ở trên đọt mấy nhánh này nha. Nụ. Mấy cây đơn thì nụ nó rộ bông lắm, cứ yên tâm đi. Tại mùa mưa này nụ nó rụng hết rồi. Chứ nó là chùm nụ là bao nhiêu nụ luôn. Bao rộ chùm luôn. Màu vàng như hình nha. Cây này đang phân tàn dưới đây đẹp nè. 1, 2, 3. 3 nhánh, 3 dắt dòng cả thân cây nha. Cây này cũ già. Cũ chắc cũng bằng cổ tay nha. Chiều cao cây này cũng cỡ 1 gang rưỡi tay luôn nha. Rồi cây này cây số 6 em báo giá là 70k nha. 70k cho cây số 6, giá 70 nha. Màu vàng như hình nha. Rồi em tiếp số 7 nha. Số 7 là em có một cái cây hoa trắng hai lớp mà sai hoa to nha. Sai hoa cực kỳ to. Đó. Cánh bung căng dày nha. Cánh dày. Chùm nụ thì thôi bao la luôn. Quá chùm nụ luôn. Đó. À. Cây này nó đang phân tàn dưới gốc chắc mười mấy hai chục nhánh luôn. Phân tàn một nồi dưới đây nè. Mấy chục nhánh luôn. Đó. Cây này cổ cũng già nha, cổ cũng bằng cổ tay nha, chiều cao chắc cũng cỡ gan rưỡi tay. Phân tàn này thôi. Bao la trời mây luôn. Hoa trắng như hình nha. Rồi cây này cây số 7 em báo giá là 80k nha. 80k cho cây số 7. Một cây hoa trắng sai hoa to như hình nha. Yep. Cây số 7 giá 80. Tiếp số 8 là em có cái cây màu đẹp lắm nha cả nhà. Cây ba lớp nha. Nó vàng vàng, hồng hồng, trắng trắng nha. Nhưng mà nó có cái sọc hồng ở giữa những cái cánh hoa nha. Nói chung cây này nó phối màu cũng rất là ngọt nha. Nhìn nó cũng rất là dịu dàng luôn nha. Tuy là màu nó không có đặc sắc mấy nhưng mà nhìn nó rất là ngọt. Bông đứng sần nha, cuốn ngắn luôn nè. Cuốn ngắn nha. Cái lớp ngoài thì nó có nè. Cái lớp ngoài nó có lem nâu nâu này nè. Nâu nâu tím tím, đỏ đỏ. Một cây ba lớp đẹp nha. Cây này ưu điểm cái là cũ to lùng lực nha. Cũ bự lắm nha. Cũ bằng cổ chân rồi nha. Chiều cao cây này chắc cũng hơn một gang tay. Rồi cây này cây số 8 em báo giá là 120k nha. 120k cho cây số 8. Hoa đẹp như hình nha. Cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp. Rồi bữa nay em có mấy cây à. Quý cô bác mình có yêu thích cây nào thì nhớ mua ủng hộ em nha. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn.